quay vườn ổi nữ hoàng. Ổi này được có cái 1 năm tuổi, có cái 3 tháng. Cái ngầm là lấy trái này nè, cái 3 tháng thì kim vô. Nãy qua vườn của thằng kia nó trồng bưởi sen canh trái nào, bưởi da xanh đó, trái 2 cái mấy không, trái cũng thấy ham. Nó thì mới mua trái 40 mấy ngàn, 40 ngàn trái 1,5 kg à, cái nhỏ nhất á. Vườn ổi nữ hoàng quay sơ sơ còn nó lớn không, nay mấy cây kim xuống lớn hết trơn rồi đó. Đây vườn ổi nữ hoàng trồng xen với dừa nha, cây còn sâm luôn. Này 6 tháng. Bao ổi nhà mấy nhánh nhánh gì bao được chiết được chưa? Cây này bây giờ mình chiết 2 nhánh đi, bự bự một xíu luôn. Ừ, còn cây ra mọc nhánh non ra, sau đó mình đó có một cây mới mình trồng nữa. Tại đó còn trống nhiều quá. Nữ hoàng cái nào muôn chục nhánh bưởi mấy cây khác về ăn trồng ăn chơi. Ôi ôi, bên đây hơi bị nhiều chút ít đâu. Cây trục béo là bỏ trái này.
Ok. Ở nước ngoài này trồng tầm, nếu mà cây bự mình trồng 6 tháng tới 8 tháng là mình để trái được rồi. Trái tầm 3 tháng là bán được rồi. Đây là cây dừa mới trồng lại. Cũng đỡ. Đây, tuốt miệng kia. Tại con này luôn vô đây nằm đây thích khách à. Ăn trúng thuốc luôn mà không chết được. Cứ vòng vòng coi mà. Ngoài này cũng ổi nhiều lắm. Đây là ổi nữ vàng. Ngày mai là bẻ đợt thứ ba tầm khoảng 4 chắc 20 ký 30 ký à. Quá trời đây ổi khủng khiếp không. Hôm nay ổi phát quá trời lớn rồi, giờ cắt đọt luôn bao trái là ok. Đây, hát biết không? Ui. Chuột ăn quá trời. Này. Này chuột nó quậy cái giường ổi ta.
Ôi giời, rồi. Quá trời không? Vườn này cũng rộng luôn, không nhỏ ạ. Nhìn trồng đâu có mười mấy lít ổi mà dữ nè, trái luôn á. Lại thăm cái dừa này coi. Quá trời không. Này bự bự, ổi bự trời. Trời này trái hóa trời, bao hết kịp luôn. Trái đầy luôn à, cây này không nhiều trái, hết sức trái luôn, còn phải cắt đọt mới được. Rồi, bye bye các bạn nha. Hôm nay mai thu hoạch ổi.